Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Tips Savacrit. Thì ở video lần này như đã hứa, tôi sẽ cố gắng trình bày cho các bạn một cái ví dụ về việc khi mà một asset token hết hạn thì chúng ta sử dụng refresh token lấy lại cái asset token đó, cũng như là truy cập triển khai một cách êm đềm như sóng ở đáy sông vậy đó. Và vấn đề thứ hai, tôi sẽ giải thích vì sao có nhiều bạn đặt câu hỏi, ủa có accept token rồi thì chúng ta cần refresh token để làm gì nữa. Xin thưa với các bạn rằng accept token và refresh token có cấu trúc dữ liệu rất giống nhau, nhưng có hai cái điểm mấu chốt khác nhau, đó là cái thời gian hết hạn của accept token và thời gian hết hạn của refresh token là khác nhau. Accept token có thể là các bạn đặt 1 giờ, nhưng mà recommend người ta khuyến khích giống như Firebase hoặc là các hệ thống khác như là Twilio thì người ta đặt cái accept token chỉ có 1 giờ mà thôi. Còn refresh token thì người ta có thể đặt 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tùy theo các bạn, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái lập luận ứng dụng của các bạn như thế nào để mà đặt cái thời gian hết hạn cho refresh token. Cái điều thứ hai đó là sự khác nhau, tức nghĩa là cái refresh token là khi mà được sinh ra thì người ta sẽ lưu lại một bản sao ở trên database, tức nghĩa là ở trên server. Người ta có thể lưu ở Redis, người ta có thể lưu ở Mongo, nói chung là lưu ở server. Còn cái accept token, người ta chỉ lưu trữ tại client, chứ ít có khi nào người ta lưu trữ tại server. Vẫn có một số ít trường hợp người ta vẫn lưu accept token tại server để đôi lúc người ta ban cái nick này người ta khỏi hệ thống ngay tức khắc. Ví dụ các bạn có thể đang chat trong cái diễn đàn nào đó, nhưng mà khi mà các bạn kế tục chỉ thề hoặc là các bạn có một hành động nào đó nó đi ngược lại cái vi phạm chính sách của hệ thống đó, thì người ta có thể xóa cái accept token trên cái server của mình, trên cái server của họ luôn. Và khi bạn chat kích tiếp theo thì cái accept token này không tồn tại ở trên nữa, thì coi như là bạn đã được ban nick. Ok, thì tôi đã giải thích như vậy. Còn quay lại trở lại cái video chính thì chúng ta có hai cách để mà triển khai cái mô hình như vậy. Các bạn cho tôi nói thêm một số vấn đề này nữa, tại vì cái tính tôi nó vậy, nói là phải nói cho kỹ, mặc dù video nó hơi dài nhưng mà tôi nghĩ cũng cần phải nói. Có hai cách để mà đạt được sự mượt mà uyển chuyển trong cái việc accept token hết hạn. Thì có nhiều bạn cũng đặt câu hỏi như thế này, mà tôi thấy các bạn đặt câu hỏi cũng không sai mà cũng không đúng. Thứ nhất, các bạn đặt câu hỏi, ủa accept token có rồi thì cần gì refresh token nữa? Khi nào accept token thì chỉ cần chúng ta đưa người dùng quay trở lại cái giao diện login và từ đó người ta đăng nhập lại thì accept token được sinh ra một lần nữa. Đúng, các bạn tuyệt vời, các bạn nghĩ đi trước thiên hạ, nhưng mà nó không đúng với môi trường bây giờ. Các bạn thường nghĩ đi, khi mà các bạn sử dụng Facebook hoặc là Instagram hoặc là Reddit thì cứ tầm 20 phút là các bạn bị văng ra, các bạn đăng nhập lại, các bạn cảm thấy trong người thế nào? Tôi nghĩ các bạn chắc xóa cái app luôn, đúng không? Cho nên cái việc mà access token mà hết hạn để mà quay trở lại cái trang mà looking, chắc hầu như đó là một cái trải nghiệm tồi tệ. Cho nên nó phải dựa vào cái refresh token. Các bạn khi mà access token hết hạn, các bạn phải triển khai như thế nào đó để người dùng người ta không hề biết mình đã triển khai. Từ đó giúp người dùng người ta có việc trải nghiệm tốt hơn trong cái hệ thống phần mềm của mình. Ok, thì có cách nào giải quyết được vấn đề đó? Xin thưa với các bạn, chúng ta có hai cách chứ không phải là một cách như đồn đại. Thời của tôi, quay lại lịch sử một chút, thời của tôi tức là cách đây 2010-2011, thì lúc đó chúng tôi cũng không phải là chúng tôi sử dụng JSON web token đâu, chúng tôi sử dụng một loại khác. Nhưng mà chúng tôi đã có cách để triển khai rất là mượt mà, nhưng mà nó để lại hậu quả rất là nặng nề. Và
video này tôi sẽ sử dụng cái cách đó để tôi truyền đạt lại kiến thức cho các bạn, để các bạn đánh giá cái này nó hay ở chỗ nào. Tôi nhắc lại một lần nữa nha. Chúng ta có hai cái phương pháp để mà làm mới một cái accept token. Thứ nhất là trước khi chúng ta gọi một cái request xuống server để lấy tài nguyên lên, thì chúng ta kiểm tra cái accept token nó hết hạn hay không trước khi gọi request. Ưu điểm của cái phương pháp này tức như là chúng ta không tốn một cái lần request xuống server. Đó. Nhược điểm là chúng ta có thể bị người dùng đổi cái thời gian ở trên máy của họ local. Thì cho nên là cái thời gian mà chúng ta check cái accept token nó bị sai. Thì các bạn đừng manh động. Tôi sẽ code là các bạn hiểu vì sao vấn đề tôi nói. Rồi, cái phương pháp thứ hai thì tôi sẽ dành cho video sau. Đó là phương pháp này là rất phổ biến hiện tại và nó có cơ chế bảo mật rất là tốt. Và tôi khuyến nghị các bạn nên sử dụng cái thứ hai. Nhưng các bạn cũng nên học qua cái cách này. Nó cũng hay đấy chứ không phải là không hay. Ok, thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thư viện Aceus để mà triển khai cái mô hình làm mới Accept Token này. Thì nhìn vào cái giao diện của chúng ta, nhìn vào cái file server thì tôi cũng sử dụng cái Express rất đơn giản mà thôi. Càng đơn giản các bạn càng hiểu cái vấn đề chứ không phải cần phức tạp để mà làm rõ cái vấn đề. Cuộc sống cần phải đơn giản chứ cuộc sống đã vốn phức tạp rồi mà chúng ta làm thêm phức tạp nữa để làm cái gì. Tôi tạo một file server sử dụng Express cũng như là chạy một cái port 3000. Rồi ở đây là một cái file rest.htb mà các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể cài. Nó là chính là REST client đấy. Đây, REST client, ok. Dùng để test giống như là Postman. Ok. Tiếp tục thứ ba là tôi có một file index là tôi sẽ run nó lên để mà tôi sẽ chạy giống như là một cái client mà gọi xuống server để get những cái tài nguyên. Ok, vậy chỉ có vậy thôi. Các bạn thấy cũng đơn giản đúng không? Rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi gọi trang home thì nó sẽ redirect, nó send một cái file index.html lên. Thì bây giờ tôi sẽ viết code của chính HTML. Đầu tiên tôi sẽ tạo một cái file HTML trong này rồi. Tôi sẽ tạo ra hai cái button. Tôi sẽ tạo ra hai cái button. Một là cái login để mà lấy cái refresh token và set token. Và cái thứ hai đó là get nick. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái button login. Đây ID, tôi sẽ bằng cái ID sẽ bằng login. Rồi. Ở đây tôi sẽ tạo thêm một cái button gọi là get nick. Ở đây tôi sẽ gán cái ID là get nick. Rồi, sau khi xong thì tôi sẽ tạo một cái file script. Ở trong này tôi sẽ khai báo, tôi sẽ sử dụng Aceus. Thì để các bạn sử dụng Aceus thì các bạn nên sử dụng CDN của Aceus rất là nhiều luôn. Rồi, các bạn gõ CDN Aceus rồi các bạn lấy phiên bản mới nhất. Tôi lấy cái phần bản mới nhất rồi. Các bạn nên bỏ ở trên này. Demo thì làm bỏ ở trên này luôn. Rồi, sau khi các bạn add cái file CDN Aceus vào, thì các bạn cấu hình cho nó cái config instance. Instant Aceus. Đây, config. Các bạn search thêm một cái nữa, nếu mà các bạn không biết là các bạn search create Aceus config. Thì trong này nó sẽ hướng dẫn chúng ta này. Hướng dẫn cho chúng ta cách triển khai một cái Aceus như thế nào. Đây, bay well, header như thế nào, kiểm tra như thế nào.
Và bây giờ á, nếu các bạn nhát đọc hoặc là các bạn không có thời gian để đọc thì để tôi sẽ giúp bạn. À, đầu tiên tôi sẽ khai báo một cái instance ha. Bằng asiac.create. Trong này tôi sẽ có mấy well. Well chính nghĩa là cái tiền tố, cái prefix, ví dụ như là API chẳng hạn. Đó chính là HTTP localhost bọc 3000 API. Đó là dạng như vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn nên bỏ timeout. Timeout thì cái này nó tính bằng millisecond. Millisecond. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bỏ ví dụ 3 giây thì 3 nhân 1000. Tiếp tục, tôi có cái gì tiếp theo là tôi có header. Header là trong này. Đây, header trong này là chúng ta sẽ bỏ quan trọng là content type. Sẽ bằng mình sẽ dùng application chấm set. Rồi xong, cấu hình như vậy là chúng ta đã có một cái instance của ICS. Tiếp theo bây giờ đã có hai cái vấn đề rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm. Thứ nhất, ở phương pháp đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng trước khi mà gọi một request từ client xuống server thì chúng ta phải kiểm tra cái access token đó nó có hết hạn hay không. Thì muốn làm như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ phải có một cái phần mềm trung gian chịu trách nhiệm kiểm soát cái luồng đi của chúng ta từ client xuống server, mà điều đó ICS làm rất tốt thông qua việc sử dụng ICS. Và quan trọng có một tính năng đó là interceptor, tức nghĩa là nó có trong cấu hình của ICS luôn. Thì các bạn hướng vào màn hình, tôi sẽ làm ví dụ rất là chậm cho các bạn để hình dung nha. Các bạn nào biết rồi á thì cũng cố gắng lắng nghe, tại vì trong này tôi sẽ cố gắng trình bày những cái thủ thuật nữa, chứ không phải đơn giản là chỉ có ABC mà thôi. Đầu tiên, tôi muốn xử lý trước khi xuống server đúng không? Tôi comment cho các bạn up lên GitHub cho các bạn nắm luôn. Xử lý data trước khi xuống server. Rồi. Khai báo instance.interceptor.request. Request, các bạn nhớ request nha. Use. Trong này chúng ta sẽ có một cái function xử lý. Rồi, ở đây nếu mà có lỗi thì chúng ta sẽ redirect ra một cái lỗi trả về promise. Return promise chấm reject chấm error. Ok. Interceptor là đây là một cấu hình. Nó khi mà sử dụng instance này thì khi mà xuống trước khi gọi xuống server thì nó sẽ qua cái này này. Bây giờ tôi sẽ console nó ra nha. Trước khi request tấm 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 tấm. Rồi, ở đây là config. Config đây là những cái header này. Sorry. Header chứ phải header. Rồi, ok. Config gồm có những cái biến trong này này, basic UL rồi header các kiểu nằm trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cũng return về config để nó mang theo xuống server nếu mà lọt qua check được. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta thử nha. Bây giờ chúng ta thử. Khoan, đây là xử lý data trước khi xuống server nha. Vậy xử lý data sau khi respond nhé, respond từ server thì chúng ta sẽ có sự kiện gì? Tôi copy cái này là chúng ta có sub sự kiện là respond đó. Ok, đơn giản không?
sau khi respond này, sau khi respond, ok. Các bạn hình dung được câu chuyện chưa? Ở trên này chúng ta request, trước khi request thì nó nhận được dữ liệu này, sau khi respond thì chúng ta sẽ nhận dữ liệu này để mà xử lý. Quay từ sửa lại thành respond đi, còn đúng. Rồi bây giờ tiếp tục tôi sẽ viết một cái ví dụ cụ thể cho anh em. Ví dụ như là tôi sẽ có một cái button login. Khi mà login thành công thì chúng ta sẽ nghiệp vụ function này. Đó. And function. Rồi, ở đây tôi sẽ khai báo một cái button login bằng document.getElementById. Trong này là gì? Trong này là login. Rồi, kiểm tra nếu login tồn tại thì chúng ta sẽ kích hoạt sự kiện. Kích hoạt sự kiện login.addEventListener.click. Trong này một cái function. Đó, trong này function. Trong này một cái function, khi mà chúng ta click thì chúng ta gọi xuống cái server thì chúng ta viết một cái hàm gọi là hàm login. Đúng không? Ví dụ như chúng ta sẽ có function login đi. Trong này chúng ta sẽ gọi một cái return. Chúng ta gọi một cái hàm xuống return này. Muốn away thì chúng ta phải khai báo gì trước? Function async away, tức là instant này, chấm get này. Instant đại diện cho một async, nhưng mà nó được sử dụng trong cái vấn đề là instant nha. Get hồi nãy là chúng ta đáng lẽ chúng ta viết này, đáng lẽ nó là như vậy, API login, nhưng mà không cần nữa, tại vì chúng ta khai báo một cái tiền tố prefix ở Bayware rồi này, thấy không? Well, API thì chúng ta không cần viết API, chúng ta viết login thôi. Ok, các bạn biết khi mà dùng Azure thì nó luôn luôn respond về một cái data, thì và kết hợp với cái video trước các bạn xem lại tại đây, thì chúng ta chỉ cần chấm data là nó sẽ lấy được cái dữ liệu mà trả về. Ok, sau khi chúng ta viết được function thì chúng ta gọi started phải element sẽ bằng away login. Rồi muốn away thì chúng ta sửa lại đây thành async. Xong như vậy thì tôi đã click được một tôi đã sử dụng button login để mà chúng ta click gọi một cái function login. Trong function login gọi xuống API login. Bây giờ tôi sẽ viết ở phần server. Ở đây chúng ta cũng chia ra là API and API. Rồi, giả sử tôi có một cái file app.get API login. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có require REST. Rồi, REST chúng ta sẽ return REST.started. Started đây các bạn set là set cho nó 200, tức là thành công. .json giả sử chúng ta started là bằng set. Rồi lúc viết nhanh quá mà nó tệ đúng không anh em? Element. Trong này chúng ta sẽ có một cái accept token này. Accept. Token. Trong này có token và. Token là. Accept token. Và trong này hết hạn này. Time is. Rồi. Tham khách hàng là 1.0, ví dụ tôi để 1.0 đây ha. Rồi, npm run dev
Ok, sau khi tôi chạy thì tôi sử dụng sử dụng refresh. Đây, chúng ta có một cái button login và chúng ta có get list. Ok chưa? Thì bây giờ tôi giả sử tôi bấm login này, các bạn có để ý này. Các bạn để ý này. Đó, thấy chưa? Trước khi request và sau khi request. Chúng ta quay lại ở đây. Các bạn thấy chưa, khi mà đây tôi chạy lại một lần nữa ha. Này, login này. Các bạn thấy chưa, tôi chạy get login đúng không? Thì trong này sẽ xảy ra trước khi request và sau khi respond này đúng không? Đây. Trước khi request. Đây là đây là khi mà chúng ta bấm vào đây này. Chúng ta bấm vào cái này đúng không? Sự kiện click vào cái này này. Đó, khi một click này nó gọi cái thằng này này, gọi hàm login. Nó đi xuống cái thằng này này. Nhưng đi xuống thằng này á, nó chưa trả về đâu. Nó đi qua cái thằng này trước khi request. Đó, sau nó trả về á, nó trả về thì nó phải đi qua cái thằng respond này rồi nó mới xuống được ở đây. À, bây giờ tôi in ra này. Console chấm log starter và element. Rồi, trở lại. Đấy, bạn thấy chưa? Ok, tuyệt vời không? Đó là một trong những mà cái ưu điểm của thằng Access Thư Viện, nó làm rất là tốt. Chúng ta nên khai thác nó một cách triệt để. Tiếp tục câu chuyện thứ hai. Bây giờ tôi sẽ viết để mà trả về một set token và cái thời gian hết hạn. Các bạn nên nhớ này, thời gian hết hạn là như lúc nãy tôi có trình bày là người ta thường, không phải là người ta mà hệ thống kiến trúc hiện nay bây giờ để mặc định là 1 tiếng đồng hồ. Thì trong cái ví dụ đợt này tôi để 1 phút thôi, tại vì nếu mà giả sử 1 tiếng thì chắc cái video này nó vô nghĩa, nó dài quá, nó dài quá, cho nên là tôi đặt 1 tiếng thôi ha. Rồi bây giờ muốn lấy thời gian server, bây giờ chúng ta có data data chấm nào để ghép cái thời gian này, chúng ta cộng thêm 60 giây nữa thì 60 này nhân cho 1.000 ms đúng không? Chúng ta có thời gian hiện tại này cộng thêm 60 giây nữa này, tức là cái access token này tồn tại trong vòng 1 phút thôi. Để tôi cho nó ngắn lại. Ok, rồi quay trở lại đây. Sau khi có, các bạn sử dụng cấu trúc hủy này, chúng ta sẽ có ở đây là có token và time price đây, đúng không? Này, ok, khi mà chúng ta chấm này, ta tập bắn set này, thì chúng ta set cái token và time vào local story. Tôi sẽ viết một cái function. Ở đây tôi sẽ viết một cái function mà tôi sẽ viết, viết một cái function để mà tôi gắn cái access token này vào trong cái local store của chúng ta. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng cái instance này chấm set access, set local đi. Local token bằng bằng gì? Bằng access. Trong này chúng ta sẽ có token và là gì? Và time time expire. Tiếp tục, chúng ta sẽ set vào window.local storage.set item và chúng ta set đặt cái key là set token này và giá trị sẽ là JSON chấm. Các bạn nên nhớ nha, khi mà chúng ta lưu trữ vào một cái object vào local store, chúng ta nên chuyển nó thành JSON để cho nó nhẹ hơn và đồng thời hình như nó hỗ trợ là chỉ có vậy mà thôi. Rồi chúng ta truyền vào token vào time expire. Ok, chúng ta sau khi mà thành công chúng ta đưa vô đây. Quay
token instant token nhé, chấm token trong này chúng ta sẽ có token và time expire. Ok, bây giờ chúng ta thử nha, chúng ta thử xem nó đã thành công hay không. Đầu tiên chúng ta refresh, trong cái này chúng ta chưa có đúng không, local store chúng ta bọc 3000 chúng ta chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta thử login đi, login này đó. Bây giờ các bạn thấy chưa, ủa sao nó lại bằng rộng, xem lại. À, bỏ cái này đi, chúng ta thử một cái object, sorry nha. Rồi, bây giờ tôi chạy lại. Rồi, các bạn thấy chưa, bây giờ chúng ta đã có cái key là set token này, và chúng ta đã có một cái token gọi là biến token là set token vào thời gian hết hàng trong vòng 1 phút. Bây giờ chúng ta xử lý nó như thế nào? Đầu tiên, tôi sẽ quay trở lại với file index. Tôi sẽ xử lý tại hàm này. Tại vì trước khi request này, thì tôi sẽ xử lý, tôi sẽ lấy trước khi request tôi sẽ lấy access token ra, tôi sẽ kiểm tra nếu access token này mà nó còn nằm còn trong cái thời gian tồn tại thì chúng ta sẽ cho đi tiếp, còn không thì thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Why hơi hồi hộp. Why ôi đó, thấy chưa, đã hồi hộp là nó loạn hết à. Và chúng ta sẽ viết một cái hàm gọi là get local access token, trong này chúng ta khỏi cần, đây là get. Đó, chúng ta set được thì get được thôi, đơn giản là chúng ta có access token bằng window. Rồi chúng ta sẽ return về user chấm, hồi nay chúng ta string divide, bây giờ chúng ta sẽ bạc ra access token. Rồi khi sau khi mà chúng ta sẽ nhận được sự kiện trước khi request xuống server thì chúng ta sẽ phải lấy get access token này. Ok, trong này chúng ta cũng có token và time expire. Thử nha, tôi in ra coi đúng không đã, để khi không đúng lại xấu hổ với anh em. Rồi chạy lại. Ồ, sai rồi. Trong đấy chúng ta phải viết một hàm login chứ. À, hàm lấy tài nguyên chứ. Là bây giờ tôi sẽ gọi một cái hàm tài nguyên, tôi sẽ khai báo một cái button này. Các bạn hiểu câu chuyện không? Tại vì chúng ta khai báo một cái button tại đây này, button get list này, thì chúng ta get list thì chúng ta mới sử dụng kiểm tra cái token hết hạn hay không. Nếu mà không hết hạn thì chúng ta sẽ xuống server và lấy được cái tài nguyên đó. Còn nếu mà xét token hết hạn thì chúng ta quay lại cái để làm mới cái token đó thông qua cái refresh token. Bây giờ tôi sẽ viết cái nghiệp vụ logic của thằng get list. Rồi document.get element by id, trong này chúng ta sẽ có get list. Rồi kiểm tra tiếp, nếu thằng get list này mà tồn tại thì chúng ta sẽ gắn cho nó một cái sự kiện click. Trong này action away. Rồi trong này chúng ta sẽ viết một cái function là get gì, get user. Rồi, trong này user. Ok, thì chúng ta viết user thì chúng ta cũng ở dưới này chúng ta sẽ viết thêm một cái sự kiện, đó là get user tại đây. User, trong này chúng ta sẽ tạo started element bằng một cái array đi. Name bằng anonymistic đúng không?
Rồi, chúng ta sẽ có một thêm một cái object nữa. Object ở đây là nó tên là Java Grid. Ok, chúng ta sẽ có hai cái dữ liệu này. Bây giờ tôi sẽ dùng nó. Khi mà tôi sử dụng get list thì tôi cũng khi mà click vào đây, khi mà click vào đây thì tôi cũng get, đó là get user. Trong này chúng ta sẽ có element và started. Rồi, và console, chúng ta sẽ có console chấm log chấm table đi, table rồi element. Rồi, bây giờ các bạn để ý này, khi mà chúng ta click xuống server để lấy cái tài nguyên này, nếu mà accept token mấy hàng, accept token mấy hàng ngay. Được rồi. Accept token mấy hàng thì chúng ta cần phải sử dụng refresh token để lấy lại cái accept token. Giả sử tôi có một cái hàm, giả sử tôi có một cái hàm refresh token. Đây. Giả sử tôi cũng có một hàm refresh token đây. Refresh token. Trong này tôi cũng gọi là hàm refresh token chấm data. Giả sử nha. Rồi ở đây tôi cũng viết một API. Trong này có refresh token. Rồi refresh token thì tôi cũng trả về một cái token, accept token mới và thời gian là như cũ, thời gian cũng mới luôn chứ nhớ cũng như cũ. Rồi ok, đây new này, new asset. Các bạn hiểu tôi nói lại một lần nữa nha, khi mà các bạn bấm vào cái button mà get get click user lên đó, nếu mà các bạn accept token các bạn thích hàng thì các bạn phải sử dụng một cái function đó là refresh token để lấy lại cái set token và từ đó set lại cái giá trị cho cookie. Ok, bây giờ chúng ta kiểm tra này. Nhưng mà các bạn để ý này, nếu mà các bạn để như vậy á, là khi mà chúng ta gọi hàm login á, là chắc chắn là sẽ không có token. Nếu mà các bạn viết như thế này thì chắc chắn là tạo ra một cái hàm DQ. Cho nên là chúng ta loại trừ những cái hàm như login chẳng hạn hoặc là refresh token thì chúng ta không cần kiểm tra cái token đó, tại vì hai hàm đó không cần mang theo cái tham số là set token. Cho nên là điều mà tôi muốn sử dụng là tôi loại trừ cái hai cái tham số, hai cái router đó ra. Thì đầu tiên tôi sẽ if này, if này, config này chấm ul chấm index of, nếu mà login thì chúng tôi sẽ bỏ qua bằng không nữa, bằng không hoặc hoặc là chúng ta config chấm một cái thôi. Ô đây chứ. Rồi hoặc là tôi sẽ kiểm tra đó là refresh token thì chúng ta trả về cái config luôn, không cần kiểm tra cái vấn đề accept token return config. Các bạn hiểu câu chuyện đúng không? Nghĩa là cái này này, chúng ta không cần kiểm tra accept token đối với hai router này đó. Ta không cần, nếu mà các bạn cứ kiểm tra nó sẽ chạy một hàm DQ, tức là xảy ra trong trường hợp là làm cái cho Chrome của chúng ta hoặc là trình duyệt của chúng ta là hết RAM, hết memory luôn á. Ok, tiếp tục câu chuyện chúng ta triển khai. Rồi, sau khi mà get đây chúng ta sẽ lấy cái accept token mà chúng ta lưu trong cookie này, lưu trong local store này ra đây, rồi chúng ta sẽ kiểm tra if khoan á. Chạy cái đã. Nếu khi nó sai thì chúng ta fix từ từ. Rồi, bây giờ chúng ta login này, chúng ta login lại nha. Thì để tham số nó là không phải là 1425 nữa mà chúng ta sẽ có 256 đúng không? Vậy chúng ta get list này. Đó các bạn thấy chưa?
Gatling này là chúng ta sẽ lấy được hai cái tài nguyên này, và cái thời gian khi mà chúng ta lấy trong Stargate này là 2856, xem lại 2856 đúng không? Rồi đúng rồi. Bây giờ đến nghiệp vụ này, chúng ta kiểm tra nếu nếu mà cái tham này này, đó, nếu cái tham này nhỏ hơn cái tham hiện tại, tôi viết một cái tham hiện tại có nào bằng nếu đấy chấm get time. Rồi bây giờ tôi comment cái này lại đi. Để tôi in cái này ra cho anh em thấy này. Tôi, trước và sau is file này. Tôi bắn is file này và now sẽ bắn nào để cho anh em biết. Rồi nếu mà cái thời gian tồn tại, thời gian hết hạn mà nhỏ hơn thời gian hiện tại thì lúc đó chúng ta làm gì? Lúc chúng ta sẽ gọi này, ví dụ lúc in hết hạn đi. Ôi tôi cần hết hạn rồi, accept token is private. Ok. Rồi làm gì thêm nữa? Bây giờ chúng ta cũng trả return về thôi, return vào object. Object. Rồi bây giờ chúng ta thử nó vô đây không nghe chưa? Bây giờ hết 1 phút chưa? Thử coi. Refresh lại. Hết luôn này, thấy chưa? Hết hàng luôn rồi, quá 1 phút rồi. Có những cái token vừa rồi hết hạn này. Đây, expire là 2856 mà thằng này là 29901 hết hạn rồi. Ok, nếu mới hạn á, nếu mới hạn thì chúng ta sẽ làm gì? Hết hạn chúng ta sẽ gọi, chúng ta sẽ gọi này. Hết hạn chúng ta sẽ gọi cái hàm refresh token này này để mà lấy lại cái token mới đúng không? Thì chúng ta xin có con trong này có started và element giống như cũ thôi. Away. Xinh tươi chưa? Bằng bằng quá xinh tươi luôn. Element. Rồi chúng ta sẽ viết cái hàm này lại này, giống như cái việc looking nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này. Đó. Bỏ lên đây. Hiểu không? Rồi, các bạn thay vì refresh token, các bạn bỏ đây. Token, nếu mà success thì chúng ta set lại set lại cái access token vào trong cái cookie mới của chúng vào cái local storage của chúng ta. Ok, và chúng ta sẽ return về cái config. Nếu mà thành công. Ok, chúng ta bỏ đây luôn. Ok chưa? Thì khi mà chúng ta có vào đây á, khi mà chúng ta sử dụng cái refresh token, chúng ta tạo lại cái bộ access token mới thì chúng ta lưu, chúng ta store vào cái local store chúng ta luôn. Khi mà chúng ta chạy lại thì nó trả về cái config của chúng ta. Rồi bây giờ tôi sẽ thử lại một lần nữa cho nhận được thấy. Đầu tiên này. Rồi refresh đi, tôi sẽ chạy lại hàm cookie để cho nó sửa đổi, chạy lại cái nữa. Rồi, nó sửa đổi. Bây giờ tôi get list này. Get list đầu tiên, tại vì bây giờ nó chưa đến 1 phút cho nên cái vấn đề mà hết hạn hầu như là không có, cho nên là chúng ta lấy bình thường. Ok, rồi chúng ta chờ một chút, chờ thời gian một chút, hết 1 phút đi. Thật ra cái trong lúc mà chờ đợi đó, tôi sẽ nói thêm đó, thật ra cái phương pháp này là đó là phương pháp trước kia. Nếu mà các bạn sử dụng như thế này là nó ưu điểm của nó là nó hạn chế một cái tài nguyên xuống, một cái request nó xuống server. Nhưng mà nhược điểm của nó là chúng ta có thể thay đổi, tại vì mỗi máy có một cái local thời gian khác nhau. Nếu mà giả sử người ta sẽ chỉnh cái thời gian mà lớn hơn thì đương nhiên cái now này nó luôn luôn là nhỏ hơn cái time expire này, cho nên là luôn luôn lấy được dữ liệu, cho nên những hacker nó lợi dụng vào những luồng đó. Tôi giới thiệu cho video này thôi, còn video khác phần 2 thì tôi sẽ giới thiệu một cách phổ biến và bảo mật và an toàn hơn khi sử dụng làm mới access token thông qua cái refresh token. Bây giờ tôi thử chạy lại, chắc hết thời gian rồi đúng không? Tôi thử chạy lại một lần nữa thì đó, các bạn thấy không, nó vẫn access expire hết token. Sau khi expire hết token đúng không thì chúng ta sẽ lấy lại refresh token, cho nên là cái application này nó là new access token chứ không phải là access token. Ủa sao nó không xuống đây ta?
tấn token. Chúng ta set ở đây chưa? Real token, asset token is fine. Away. Refresh token. Set data. Ok, đúng rồi. Tại sao nó làm mới nhỉ? Tôi thử in hai cái thằng này xem. Rồi thử coi nha. Expire hết hàng. À, chúng ta chưa refresh. Ý giời ơi. Rồi. Bây giờ application này chắc bây giờ hết hạn rồi. Thử chạy này. Đó, các bạn thấy chưa? Hết hạn này chúng ta sẽ lấy xuống new asset token này. Và bây giờ application nó là new asset token. Tức là chúng ta đè lên và nó vẫn chạy bình thường. Vẫn lấy được cái giá trị này đúng không? Rất là mềm mại. Không cần phải đăng nhập lại. Chỉ cần hết hạn rồi chạy cái hàm refresh token rồi trả về asset token. Và set lại thì xong. Bây giờ chúng ta chạy lại này. Nó không vào cái giá trị này nữa đúng không? Tại vì nó vừa lấy rồi. Đó. Thấy không? Nó đâu có xảy ra cái cookie nó đâu có chạy xuống đây nữa. Mà nó chạy thẳng tốt xuống đây. Tại vì cái thời gian này vẫn còn hiệu lực này. Đó. Cái đoạn này vẫn còn hiệu lực này. Đó. Bây giờ tôi chạy lại chắc nó hết rồi. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. À. Chờ chút nữa. Video này hơi lâu nhưng mà nó có giá trị đúng không? 86. Chưa xong, còn nhỏ hơn nhiều. Ok, bây giờ hết hạn rồi đó. Hết hạn rồi thì người ta sẽ sử dụng cái refresh của người ta lấy lại nữa. Lấy lại các set token. Ok, cái video này nó hơi dài. Và tôi cũng hơi mỏi mệt. Lần đầu tiên tôi làm cái video dài đến thế. Thì hy vọng các bạn... mà không hy vọng nữa, các bạn phải hiểu nha, phải hiểu cái phương pháp này để làm một cách là trơn tru, đẹp đẽ hơn, giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn. Và sau cái video này tôi sẽ trình bày lại phương pháp thứ hai, đó là một trong những phương pháp mà phổ biến nhất hiện nay, đó là chúng ta sẽ xử lý tại server và ngăn chặn những hành vi truy cập trái phép giống như đổi giờ. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sẽ mất thêm một cái request xuống server. Cái nào cũng có cái tổn hại mà thôi, đâu có hoàn hảo được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.